Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại những từ vựng cho quen. Xin hỏi, chỉnh mạnh, chỉnh mạnh, muốn, sởn, sởn, ăn, sệt, sệt, muốn ăn, sởn, sệt, sởn, sệt. Cái gì? Mách dẹ, mách dẹ. Ăn cái gì? Sệt mách dẹ, sệt mách dẹ. Muốn ăn cái gì? Sẵn sệt mách dẹ, sẵn sệt mách dẹ. Bạn muốn ăn cái gì? Lị sẵn sệt mách dẹ, lị sẵn sệt mách dẹ. Các bạn muốn ăn cái gì? Lị tì sẵn sệt mách dẹ, lị tì sẵn sệt mách dẹ. Xin hỏi anh chị muốn ăn gì? Chỉnh mành, lị tì sẵn sệt mách dẹ, chỉnh mành, lị tì sẵn sệt mách dẹ. Tôi, ngọ, ngọ, biết, chí, chí, không biết, chí, chí. Tôi không biết, ngọ, chí, ngọ, chí. Tôi biết, ngọ, chí. Tôi không biết muốn ăn gì. Ngọ, chí, sẵn sực mắt dạ. Ngọ, chí, sẵn sực mắt dạ. Tôi biết muốn ăn gì. Ngọ chí sẵn sực mách dạ. Ngọ chí sẵn sực mách dạ. Ở đây ní tàu, ní tàu. Rau choi choi, món ăn choi choi. Kiểu xích xích, kiểu món ăn choi xích choi xích. Món ăn gì? Mắt dẻ choi xích, mắt dẻ choi xích. Nhất chơi chơi, hoan nghênh phốn dình phốn dình, chào mừng phốn dình phốn dình. Được hoan nghênh nhất chơi sầu phốn dình chơi sầu phốn dình. Được ưa chuộng nhất chơi sầu phốn dình. Rất được ưa chuộng hủ sầu phốn dình hủ sầu phốn dình. Kiểu món ăn được ưa chuộng nhất choi xích chơi sầu phốn dình choi xích chơi sầu phốn dình. Kiểu món ăn gì được ưa chuộng nhất? Mắt dẻ choi xích chơi sầu phốn dình. Mắt dẻ choi xích chơi sầu phốn dình. Ở đây, món ăn gì được ưa chuộng nhất? Ní tù mắt dẻ choi xích chơi sầu phốn dình. Ní tù mắt dẻ choi xích chơi sầu phốn dình. Tên, mãn, mãn. Nổi tiếng, chút mãn, chút mãn. Nổi tiếng nhất, chơi chút mãn, chơi chút mãn. Nổi tiếng nhất ở đây, ní tàu chơi chút mãn, ní tàu chơi chút mãn. Là, hay, hay. Là, xì, xì. Nước, sổi, sổi. Nấu, chữ, chữ. Cá, dữ, dữ. Cá luộc, sổi, chữ, dữ. Sổi, chữ, dữ. Tên của món ăn, món canh cay. Ở đây, món ăn nổi tiếng nhất là cá luộc. Ní tàu chơi chút mãn hay sổi chữ dữ lá. Ní tàu chơi chút mãn hay sổi chữ dữ lá. Cay không? Lạt lạt ca. Lạt lạt ca. Có cay cay. Dậu xỉu xỉu. Dậu xỉu xỉu. Tốt. Hủ. Hủ. Rất. Hủ. Hủ. Phần, phần, phần. Một, dắt,
dách, một phần, dách phần, dách phần, cần một phần, diêu dách phần, muốn một phần, diêu dách phần, cần hai phần, diêu lượng phần, muốn hai phần, diêu lượng phần. Tốt, tôi muốn một phần. Hữu, ngọ sẵn diêu dách phần. Hữu, ngọ sẵn diêu dách phần. Tiên sinh, xín sáng. Anh, chú, bác, ông, xín sáng. Còn, trùng, trùng. Ăn cái gì? Xịt mắt dạ. Còn muốn ăn cái gì? Trùng sản xịt mắt dạ. Còn muốn ăn gì? Trùng sản xịt mắt dạ. Anh còn cần ăn món gì? Xín sáng. Trùng sản xịt mắt dạ. Chị còn cần ăn món gì? Xỉu trẻ. Trùng sản xịt mắt dạ. Xỉu trẻ. Trùng sản xịt mắt dạ. Có không? Dạo mụ. Dạo mụ. Xào. Chảo. Chảo. Trứng xào. Chảo tản. Chảo tản. Trứng chiên. Chín tản. Chín tản. Tôm há. Tép há. Tôm lột vỏ. Há dành. Há dành. Tôm xào trứng. Há dành. Chảo tản. Há dành. Chảo tản. Có tôm xào trứng không? Dạo mụ há dành chảo tản. Dạo mụ há dành chảo tản. Có ạ. Dạo a. Dạo a. Thế cẩm. Thế thì cẩm. Tôi muốn ngọ sản diêu. Tôi cần ngọ sản diêu. Dĩa tẹp. Tẹp. Một dĩa dách tiệp. Dách tiệp. Cơm phàn. Phàn. Cơm tôm xào trứng. Há dành chảo tản phàn. Há dành chảo tản phàn. Một dĩa cơm tôm xào trứng. Dách tiệp há dành chảo tản phàn. Dách tiệp há dành chảo tản phàn. Thế thì tôi muốn một dĩa cơm tôm xào trứng. Cẩm, ngọ sản diêu dách tiệp há dành chảo tản phàn. Cẩm, ngọ sản diêu dách tiệp há dành chảo tản phàn. Xin hỏi chỉnh mành. Chỉnh mành. Còn không, trùng dạo mụ. Có còn không, trùng dạo mụ. Cái khác, khỉ thá. Khác, khỉ thá. Cần, sứ diêu. Cần phải, sứ diêu. Còn cần gì khác không? Trùng dạo mụ khỉ thá, sứ diêu. Trùng dạo mụ khỉ thá, sứ diêu. Xin hỏi, còn cần gì khác không? Chỉnh mành. Trùng dạo mụ khỉ thá, sứ diêu. Chỉnh mành. Trùng dạo mụ khỉ thá, sứ diêu. Tạm thời, chàm xì. Chàm xì. Tạm thời không có, chàm xì mụ. Tạm thời không có, chàm xì mụ la. Được ạ. Hữu ke. Hữu ke. Cảm ơn. Tó chè. Tó chè. Ủng hộ. Bón chanh. Bón chanh. Được ạ. Cảm ơn ủng hộ. Hữu ke. Tó chè bón chanh. Hữu ke. Tó chè bón chanh. Rồi thì các bạn của mình nhớ như thế nào? Nhớ học thuộc những từ mà các bạn cần. Và hy vọng là các bạn cũng thích cái bài chia sẻ hôm nay của mình. Thì mình luôn chúc cho các bạn
có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tiếng Quảng Đông ngày càng tiến bộ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.